Xin chào cô chú chị và các bạn quay trở lại kênh Đặt Sài Gòn và Du Lịch nhé. Bây giờ là 5 giờ chiều, mình đang có mặt trên đường Cô Giang. Hôm nay qua đây chia sẻ giới thiệu đến cô chú bạn đó là hàng cơm tấm nổi tiếng ở khu vực này cả nhà. Bây giờ đến đây thấy cô mới bảo bán là khách đã đến mua về và ngồi ăn quá trời rồi. Không gian là khách ngồi ăn ở trên vỉa hè đó. Đây, bên này nè, cả bên kia nhá, ba chỗ ngồi luôn, để xe bên đó đó, ai đến đây ăn thì để xe bên đó. Ở đây địa chỉ tại số 24 đường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, quận Nhất nha cả nhà. Thấy xe đồ ăn là hấp dẫn nè. Đây là trứng ốp la, rồi bì chả, xíu mại, thịt kho trứng, gà chiên, đậu hũ. Bên đây là sườn chưa nướng thịt. Chưa có sườn, mở mắt ra đi. Mới dọn hàng bán đó cả nhà. Đây bên này hai người nướng sườn rồi cả nhà. Sườn nướng chưa kịp, khách phải đợi. Vô anh thì vậy, không ăn hạnh quá không anh? Nhấp nhấp, đừng vô nhìn máy đi nhóc. Thấy miếng sườn to. Ở đây thời gian mở bán từ 17 giờ cho đến 12 giờ khuya nhé cả nhà. Thấy miếng sườn to mà, đổ to bằng bàn tay luôn đó. Đấy, miếng này đang vàng, sắp chín. Mình mà nướng một miếng sườn là chín chắc phải 10 phút của anh hả? Tầm đó, nhưng mà mình xay tô. Dạ. Yeah. Xay tô mâm này, miếng này vừa chín là thảy khác lên. Vậy nó mới kịp, đỡ miếng 10 giờ mới dọn hàng, thành ra chưa nướng kịp. Để đi, nhang bếp cho mẹ. Nó đủ rồi đó, bỏ đồ vô ra đi. Mua cũng tư rồi tí rồi. Rồi. Mô dân tư có chuyển khoản chuyển qua ngân hàng chuyển mô cô cho hỏi mình bán ở đây một phần cơm thì bao nhiêu tiền cơm sườn á? Sườn 40. Dạ, sườn bị trả thì bao nhiêu cô? 60. Sao vậy? Hai cơm bì không hả? Đây là cô chủ này. Những cơm bì đó thì bao nhiêu tiền nữa cô? 25 ngàn. Sườn nướng chưa kịp để bán cho khách. Đây là trứng ốp la, bì chả, xíu mại, thịt kho trứng, gà chiên này, đậu hũ chiên xả này. Đây có lạp xưởng. Hai hai hộp cơm bì. Rồi lại vô hai hộp cơm bì cho chị này đi, 50 á. Ăn gì hả? Quên. Phải gọi nha. Phải gọi trứng nha, chả nha. Đưa có 40 ngàn lắm mà gọi lẩu thì sao? Trả lại. Pháp danh là thích nhậu. À,
thư dự đó. Thôi mày dài với nhóm tớ. Sườn luôn quá trời. Thấy mâm chả hấp dẫn này cả nhà. Màu vàng đẹp. Đây là trứng ốp la xếp mà thấy đẹp mắt, gọn gàng. Cái tập mâm rất đẹp. Đang đợi sườn. Khách là mua về để ngồi ăn quá trời này. Ngồi bên kia, ngồi bên đây. Hai sườn thì la đi chị. Hai chồng á. Chị, cho hai sườn thì la. Rồi, rồi, để chị lên. Hạt chả không con? Hạt chả, hạt sườn đúng không? Con nói sao? Bây giờ thấy cái nồi tóp bó mỡ hành thấy hấp dẫn. Giờ làm bên ngoài kia hay làm bên đây hai dĩa mới làm bên kia. Còn hai hộp sườn á. Hai sườn chả, trứng gì đó phải không nhá? Mình hai sườn chả, làm hai hộp để cho ta ăn đi. Đấy cái ăn nấu đen mỡ sườn gì? Với cơm chả với cơm sườn. Với cơm chả với cơm sườn, chả không phải không? Chú ăn gì? Chú không bị chả về luôn, bị chả hành nghèo. Đủ rồi đó, bốn hộp nè. Đưa cho nó đi với bạn ơi, nhắm. Đổi rồi, hộp chứ mại, hộp nó bị giả. Mại cái chị đem hành vậy đó. Anh làm chú ơi, hết tiền không? Có, không con. Cái miếng bên này sắp chín rồi. Cay không? Cay. Mấy cái món này là tự tay cô nấu hết hả cô? Tay cô nấu. À ông nấu. Chả hả? Chỉ sườn chả đậu hũ đây nè. Bên kia nấu về bên kia trước nhé thôi. Sườn chả la một dĩa hai. Đây sườn chả đậu hũ. Thì món này con trai kia nấu cả nhà. Cái đi, nó 40 tí rồi.
thì rất đông nha. Quán cơm cấm cực kỳ. Thôi bữa nay ai sườn mì la. Sườn mì la hả? Giờ bỏ cục chải ra. Bỏ mì vô. Sườn mì la hả? Hai sườn mì la luôn. Rồi cho bác ghép luôn. Cái này bỏ đó. Các bạn có sườn không? Bỏ lên luôn đi luôn. Cái này sườn chả đồ hũ. Phần nó bao nhiêu tiền chắc đặc biệt nữa cô ha? Cái này là 60. 60 ngàn. Có cả đậu hũ, cả chả, sườn. Thấy bình dân nha. Cái đậu hũ to đùng luôn đó. Sao? Vậy cũng dài, vậy chứ mà hai vậy. Bạn trên đấy, anh ngõ đen ngõ trên đó. Ngõ đen, ngõ vậy sườn không không? Sườn chả, 4 hộp. Khách cả mua 4 hộp mang về. Con dĩa tôm gà, dĩa tôm sườn hả? Chứ mại. Thì cái phần cơm đùi gà thì bao nhiêu tiền nữa cô? 40. Đây cái mâm đồ ăn là trang trí rất đẹp. Khách đi đường nhìn thấy muốn tấp vô liền. Đây từ đây ra cầu Ông Lãnh tầm 50 mét nha cả nhà. Đây là con trai của cô, phụ bưng bê, thu tiền. Trời, học từ về hả anh? Học từ về. Tỉnh không? Tỉnh đó, hai người lắm.
bán cơm này được bao nhiêu năm rồi cô? Lâu rồi à? Dạ. Mấy 20 năm. Dạ, mười mấy 20 năm rồi. Bán chỗ này là mới mấy năm thôi. Vâng. Thấy cô mà toát mồ hôi luôn rồi đó. Khách đông quá. Trời, bữa nay thì nóng nực. Giờ mình đứng sườn là thấy dư dư ra vài miếng này. Sườn chả em về. Đây cả nhà mình kêu một đĩa cơm sườn. Cơm sườn đây 40k nhá. Trời, thấy miếng sườn to này. Lúc mình quay miếng sườn đó to bằng bàn tay luôn đó này. Trời, miếng sườn to này. 40k nhá. Vàng chín đều. Thấy hấp dẫn không? Nếu mà mình ăn nhiều thì tính nhiều tiền. Còn ăn sườn không chỉ có 40 thôi. Đây mắm cho ớt vào. Một chén canh đây. Tràn vào đây chén. Sau đây xin mời cô chú chị, anh chị và các bạn nhé. Sau đây xin mời cô chú chị và các bạn nhé. Sẽ thưởng thức đĩa cơm sườn. Đây cơm tấm. Ở đây mình thấy cái tóp mỡ này ngon, giòn, béo béo. Lúc mình quay thấy cái nồi rất hấp dẫn. Tóp mỡ rất giòn. Cái sườn này nướng chín vàng đều, không có cháy đen nữa. Thấy ok đó, sườn này thấy ướp gia vị à, ăn nó thơm ngon, vừa ăn. Cơm là ok nha cả nhà, ăn thấy là rất ngon. Sườn này nướng vừa ăn này, thấy có ướp thì rất thơm, ngon. Đó, hạt cơm mà thấy hạt cơm nhỏ này, cơm tấm. Thank you.
sườn bưu chảng luôn. Mình ăn nhiều đây cơm là đủ rồi. Ai có ăn nhiều thì kêu cơm thêm nhé. Đó, sau đây mình xin giới thiệu sơ cái đĩa cơm sườn mà kêu 40 ngàn đó. Ăn thấy quá ok luôn đó cả nhà. Cơm đây là rất đông khách nổi tiếng ở khu vực này đấy. Cảm ơn cô chú bạn rất nhiều nhá. Ai có đi ăn cơm Tấm thì mình ghé đây thưởng thức nhá. Thời gian ở đây mà bán từ 17 giờ cho đến 12 giờ khuya đó.